Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu cái công cụ cuối cùng ở trong nhóm các công cụ tương tác tạo hiệu ứng là công cụ Draw Shadow. Tuy nhiên thì Corel còn cung cấp cho chúng ta một số các hiệu ứng khác, nhưng mà nó không nằm ở trong công cụ mà nó nằm ở trong menu effect. Chúng ta sẽ thấy có một số thứ trùng lặp, ví dụ như là blend này, contour, envelope, extrude, thì đấy là những thứ mà chúng ta thấy nó nằm cả trong menu lẫn nằm ở trong công cụ. Tuy nhiên còn có một số thứ thì nó chỉ nằm ở trong này thôi. Ví dụ như chúng ta sẽ có bevel này, chúng ta có lens này, add perspective này. Đấy. Artistic media thì nó tương tự, nó chính là cái này rồi, thì nó vừa nằm ở công cụ, nó vừa nằm ở menu. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm quen thêm hai cái này, cái bevel và cái lens. Bevel thì là cái hiệu ứng để tạo ra một cái độ làm dày bề mặt lên. Và cách thức làm thì nó cũng tương đối đơn giản như thế này. Các bạn quan sát vào trong effect, sau đó thì các bạn chọn bevel. Hộp thoại bevel này nó sẽ mở ra, trong đó nó cung cấp cho chúng ta hai cái tùy chọn ở phần style này, đó là stroke edge và emboss. Đấy, để chúng ta sẽ làm quen lần lượt từng cái. Về cái stroke edge này thì chúng ta có thể chọn một trong hai tùy chọn to center hoặc là distance, và chúng ta sẽ đưa cái tham số vào đây. Sau khi mà chúng ta đưa tham số vào, chúng ta nhấp apply thì xem là nó ra cái gì. Đây là kết quả. Nó sẽ làm tạo ra một cái hiệu ứng là làm vát cái cạnh này lên và làm dày bề mặt lên. Đó. Bây giờ tôi cho nó cao lên nữa nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta đã được làm dày bề mặt lên. Thế thì cái này thì thao tác thì nó tương đối là đơn giản và trực quan, các bạn có thể nhìn tương đối là rõ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái tham số có thể điều chỉnh. Ví dụ như là cái phần Light Control ở phía dưới này, hoặc là Shadow Color. Hiện tại thì Shadow Color đang để là 0, đó, không chọn gì cả. Tuy nhiên nếu các bạn thích thì các bạn có thể chọn cho nó một cái màu nào đó. Và sau khi mà chúng ta chọn màu thì chúng ta sẽ thấy là cái màu này nó sẽ ăn vào trong cái phần mà phía khuất ánh sáng đó. Đấy, mặc định của chương trình thì nó để là 0, nó lấy luôn chính màu của đối tượng này thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái nữa là phần Light Control, thì chúng ta có thêm một cái tùy chọn là Light Color. Hiện tại bây giờ đang là ánh sáng trắng đấy. Nhưng mà nếu mà tôi cho nó là một ánh sáng màu thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng này nó sẽ bị phủ toàn bộ bởi một cái màu của cái đèn chiếu vào, và do cái màu của ánh sáng nó trộn cùng với lại cái màu của đối tượng thì nó sẽ tạo ra cái màu khác biệt. Đấy. Màu bây giờ chúng ta nhìn thấy là bao gồm cái sự trộn màu tổng hòa giữa màu của chính đối tượng đấy cộng thêm màu ánh sáng chiếu vào nữa. Đấy, ngoài ra thì về phần các tham số còn lại thì chúng ta còn có mấy cái, ví dụ như là intensity, direction, altitude, thì mấy cái này nó sẽ mô phỏng về cái độ rộng của cái nguồn sáng chiếu, rồi thì chiều chiếu sáng, vân vân. Thế đây các bạn quan sát, ví dụ như intensity, khi mà tôi giảm những cái này thì các bạn sẽ thấy khối này rất mờ, rất tối, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ tăng cái này lên. Đó, tăng cái này lên thì các bạn sẽ thấy là cái màu của cái khối này nó sẽ được rõ ràng, sáng sủa hơn. Đó. Direction. Direction thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có chiều chiếu sáng. Đó. Chiều chiếu sáng. Và các bạn sẽ thấy là bây giờ nếu mà tôi kéo cái con trượt này đi sang một cái vị trí khác thì lúc này cái phía chiếu sáng nó thay đổi, thì cái phía sáng phía tối của cái bề mặt khối này nó cũng thay đổi theo. Đó. Thế còn là cái phần altitude này thì khi mà chúng ta ra giảm độ phủ rồi thì cường độ, hai cái này thì nó cũng sẽ tác động tới cái vấn đề gọi là nhận thức của cái khối này ra làm sao. Thế đấy là cái tùy chọn distance. Thế còn nếu mà chúng ta chọn to center thì các bạn sẽ thấy là nó vát một nhát cho tới tận tâm của đối tượng luôn.
Thực ra thì ở một góc độ nào đó thì các bạn thấy cái này nó cũng hơi hơi giống như là cái hiệu ứng hôm trước mà chúng ta đã nói đúng không? Công tua. Nếu như chúng ta chọn gì đây ạ? Hai cái tùy chọn, một cái là inside và một cái là center thì nó cũng sẽ tạo ra cái hiệu quả gần gần như thế này. Đây, nếu mà chúng ta so sánh, chúng ta cũng có thể thấy nó cũng gần gần tạo ra một cái gì đó gần gần giống. Ví dụ như là tôi cho là inside, đúng không? Tham số này thật bé, lấy một cái màu nào đó cho nó lệch lệch một tí đi, đó. Ví dụ như này, không, nếu mà tôi cho nó to center thì nó cũng sẽ có một cái cách thức nào đấy, nó cũng sẽ tạo ra một cái gần gần như này. Tuy nhiên cái này thì nó khác biệt ở cái điểm nào? Nó khác biệt ở cái điểm là nó sẽ không có cái mặt mà chiếu sáng rõ ràng và nó sắc nét như thế này. Đấy. Cái này là nó mô phỏng, nó có cái tính chất là rõ ràng mạch lạc hơn. Đấy. Thế bây giờ quay trở lại với cái hiệu ứng là bevel. Đây. Thì vừa rồi là chúng ta chọn cái shape S này và chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa hai cái tham số là distance và to center. Thế còn bây giờ nếu mà tôi chuyển đổi sang cái kiểu emboss này thì tôi sẽ có cái gì? Emboss thì nó sẽ tạo ra một cái kiểu gọi là hơi gờ lên, hơi nổi lên. Thực ra nhìn thế này thì nó hơi khó để mà thấy được một cái hiệu ứng mà nó thể hiện ra nào, thì chúng ta cứ hình dung nó giống như là một cái sự chạm khắc, giống như là một cái sự chạm khắc làm nổi một cái chất liệu gì đó lên. Đây, bây giờ chúng ta xem lại một cái ví dụ như thế này nhé. Tốt nhất là chúng ta đưa một cái hình như thế này, nền có màu gì thì chúng ta sẽ tạo ra cái đối tượng cũng có cái màu như thế. Ví dụ đây, tôi sẽ lại làm gần như là có cảm giác là chạm nổi một cái này lên, màu tôi sẽ tô giống hệt, và sau đó thì tôi sẽ sử dụng emboss này, tham số này các bạn có thể gia giảm để cho nó lên xuống một chút. Đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái cảm giác giống như là chúng ta làm chạm nổi một cái đối tượng lên. Và những cái này thì chúng ta có thể gia giảm tham số, đúng không? Ví dụ làm cho nó nổi lên một ít thôi, hay làm nổi nhiều, đúng không? Shadow color, tất cả những cái này thì nó cũng tựa tựa giống như cái kia, tức là nguồn sáng chiếu thế nào, bóng tối, bóng sáng như thế nào. Thì đấy là một số các cái điều chỉnh để giúp chúng ta có thể tạo ra được một cái hiệu quả trông có vẻ giống như là chạm nổi một cái gì đó lên. Thực ra thì cái này là một cái thứ logic nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó được hiện thực hóa, nó đưa vào thành một cái công cụ để cho nó dễ điều chỉnh. Còn chúng ta tự làm có làm được không? Chúng ta làm cũng làm được, rất dễ thôi. Đấy, các bạn quan sát thử. Bây giờ tôi làm thử một cái ví dụ như thế bằng cách thủ công nhé. Để cho các bạn xem cái cách thực hiện là như thế nào, bản chất của sự việc nó là cái gì. Đây, ví dụ tôi có một cái chữ hoặc là một đối tượng bất kỳ, đúng không? Thế bây giờ tôi sẽ thực hiện cái thao tác sự nổi hay chìm. Thì thực ra hôm trước chúng ta nói ở cái bài mà tô màu ấy thì chúng ta đã phân tích rồi đấy, nó sẽ có chiều bắt sáng nhiều và chiều bắt sáng ít, đúng không? Chiều khuất sáng, chiều bắt sáng, thế và cái bề mặt chính. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách là chúng ta tạo ra ba đối tượng giống hệt nhau nhưng màu khác nhau và đặt lệch nhau đi ở một góc độ nhất định. Ví dụ bây giờ tôi cho nó ví dụ như này nhá, làm luôn bằng lệnh như này đi, edit này, duplicate này, thì tôi sẽ có một cái đối tượng lệch lên phía trên. Cái này thì hơi nhiều quá, bây giờ tôi điều chỉnh lại nhá, cho là một một đi, một và một đi, một cái là dịch lên trên, đó, Ctrl D, dịch lên trên. Sau đó thì tôi lại
chọn cái đối tượng bên dưới, tôi lại làm lại cái tham số, bây giờ là trừ 1 đi xuống dưới. Ctrl D. Đấy. Thế thì một cái nó sẽ là màu, một cái nó sẽ là màu gì nhỉ? Màu tối, một cái nó sẽ là màu sáng. Đây, cái trên cùng nhé. Cái trên cùng này, phía trên tôi sẽ cho là màu sáng này. Ví dụ màu ghi này đi. Bây giờ đưa nó xuống tầng dưới, Ctrl bắt down. Và bây giờ tôi chọn cái ở giữa giữa này, tôi cho nó cái màu, màu đây, màu này đi. Một cái tối hẳn, một cái hơi sáng hơn, và một cái thì là cái gốc. Cái này tối đi một tí, và một cái là đen. Thế thì một thằng sẽ nằm ở góc độ gì đây ạ? Phía trên, lệch trên, một thằng góc độ lệch dưới. Và tất nhiên đến cuối cùng thì chúng ta nên đặt nó vào trong một cái nền mà nó cũng sẽ có cái màu giống như là cái nền, cái đối tượng chính. Đấy. Thì thực chất là để làm nổi nó chỉ có cái logic nó rất là đơn giản này thôi. Ba cái giống hệt nhau, một cái sáng màu nhất là mặt chính, một cái đặt lệch đi là mặt sáng, một cái đặt lệch dưới là mặt tối. Đấy. Và muốn điều chỉnh về cái hướng thì chúng ta cũng chỉ cần điều chỉnh hai cái màu sáng hơn hoặc tối hơn, nó lệch đi một góc độ như thế nào đấy thôi. Đây là cách làm thủ công. Bản chất của cái bevel này khi mà chúng ta làm thì thực ra là nó cũng thế thôi. Nó phát sinh ra cũng đúng ba đối tượng, nhưng mà làm ở đây thì nó được cái tiện là gì đấy ạ? Tôi có thể điều chỉnh cho nó lệch nhiều lệch ít để tạo gây ra cái ảo giác là nó dày nhiều dày ít, và tôi có thể là điều chỉnh để cho góc chiếu sáng nó xoay đi. Tất cả đều thực hiện trên lệnh thì nó đơn giản hơn. Thế còn cái thao tác mà chúng ta làm ở đây muốn chuyển góc thì chúng ta lại phải chọn, xong rồi chúng ta lại di dịch các thứ thì nó hơi mất thời giờ hơn. Đấy, chứ còn bản chất cái sự việc thì nó rất là đơn giản như thế. Thì đấy là một cái hiệu ứng nữa mà chúng ta giới thiệu với nhau. Đó là hiệu ứng bevel. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu một thứ nó gọi là lens.